Hội thao quân sự đặc công toàn quân năm 2022 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 6 với nhiều phần thi hấp dẫn. Trong đó, chạy vũ trang 3.000m vượt vật cản là một nội dung mới, có độ khó cao, đòi hỏi các tuyển thủ phải có thể lực bền bỉ để hoàn thành liên tiếp các bài vượt vật cản, chạy vũ trang và bơi tự do. Thi đua đạt thành tích cao nhất, mỗi vận động viên đều nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân để trở thành một phiên bản hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Mời quý khán giả và các đồng chí trải nghiệm nội dung thi của các vận động viên cùng phóng viên Thời sự Quốc phòng Việt Nam. Thao trường nắng nóng là thử thách lớn về thể lực đối với mỗi đội tuyển tại phần thi này. Vượt nắng thắng mưa, họ chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, đó là nhanh chóng vượt qua những vật cản này trước sự bám đuổi từ các tuyển thủ khác. Vượt tường cao. Giảm thêm gai. Vượt cầu đầu mập là những nội dung huấn luyện quen thuộc của lực lượng đặc công. Tuy nhiên, dưới áp lực của thời gian đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Theo từng vật cản, các tuyển thủ phải tuân thủ những quy định khắt khe như không được để bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể chạm đất, thực hiện mọi động tác đúng kỹ thuật và không được bỏ qua vật cản. Phần thi này không cho phép các tuyển thủ mắc một sai lầm, dù chỉ là nhỏ nhất. Bởi lẽ trong thực chiến, sẽ không có cơ hội sửa sai. Đây là một trong những nội dung rất khó, đòi hỏi thể lực của từng vận động viên trong quá trình tổ chức luyện tập, tham gia thi đấu và tham gia rất nhiều nội dung khác, đòi hỏi phải có sự bền bỉ, dẻo dai và luyện tập thường xuyên thì mới đáp ứng được về cái mặt chất lượng cũng như kết quả của nội dung. Với tổng quãng đường dài 3.000m cùng cường độ thực hiện liên tiếp các phần thi vượt vật cản, chạy vũ trang và bơi tự do, thể lực của các tuyển thủ sẽ bị bào mòn theo thời gian. Nhanh, bền bỉ nhưng phải phân phối sức thế nào cho cả chặng thi để bứt phá về đích là rất quan trọng. Và đôi khi cũng cần cả những kỹ năng như thế này. Để đạt thành tích cao nhất tại nội dung thi này, thì việc rút ngắn thời gian mà mặc trang phục cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Nén nhiều nội dung mang tính thử thách vào trong một phần thi, hội thao năm nay thật sự là một cuộc thử lửa về thể lực và trí lực của mỗi tuyển thủ để họ có thể vượt qua những giới hạn của bản thân. Trong đợt thi vừa rồi thì thành tích tôi đạt được là 18 phút 47 giây để đạt 9 điểm. Thì tôi đã phải cố gắng và vượt qua cái giới hạn của bản thân và có một cái tinh thần thép để vượt qua được cái quãng đường, hết quãng đường thì đạt được tốt như vậy. Rèn luyện thể lực để đánh hiểm thắng lớn, nâng cao toàn diện kỹ năng, kỹ xảo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quan trọng hơn là rèn luyện ý chí kiên cường, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ sẽ là hành trang mà các thí sinh có được từ hội thao quân sự đặc công năm nay.